Trấn Thành, từ sinh viên bị đuổi học đến MC quốc dân, ngoại ngữ nào cũng biết. Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong làng giải trí Việt. Không chỉ là MC quen mặt ở hàng loạt sự kiện đình đám, Trấn Thành còn được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ với vai trò diễn viên hài, đạo diễn điện ảnh. Nam nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, tính cách hài hước và khả năng hoạt ngôn ấn tượng. Trấn Thành sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh trong gia đình gồm 5 thành viên. Bố anh là người gốc Hoa, còn mẹ anh là người Tiền Giang. Trấn Thành là anh cả, sau anh còn có 2 người em gái. Nhìn thành công của Trấn Thành ở thời điểm hiện tại, ít ai biết nam MC từng có tuổi thơ không ít khó khăn. Anh chia sẻ, ba mẹ mình vừa hiền lành vừa chịu khó, vừa thương con, vừa cực khổ vậy mà chả có đồng dư, tôi luôn cảm thấy tủi thân. Thậm chí nhà tôi còn có lúc rơi vào tình trạng kiệt quệ, phá sản và bế tắc. Ngày đó, bố của Trấn Thành bất chấp sức khỏe yếu, hàng ngày vẫn giao hàng bằng xe máy cả một quãng đường xa. Ông còn thức khuya dậy sớm, siết từng con ốc, khuân vác nặng nhọc để trang trải cuộc sống gia đình. Cái xe hàng chất cao như núi ngày ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Trấn Thành, khiến anh luôn cảm thấy biết ơn và ý thức được trách nhiệm phải đền đáp của mình. Sau này, Trấn Thành theo học khoa diễn viên của trường sân khấu điện ảnh để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, Trấn Thành bị đuổi học vì chạy show quá nhiều và nợ học phí. Lỡ mất cơ hội để học tập trong môi trường chuyên nghiệp, nam nghệ sĩ sinh năm 1987 đã chủ động theo các đàn anh đàn chị trong nghề để học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời anh cũng chăm chỉ xem những vở diễn thực tế trên sân khấu chuyên nghiệp và âm thầm tập luyện đa dạng các loại vai khác nhau. Nhờ tài ăn nói linh hoạt, duyên dáng và nhạy bén, Trấn Thành đã mang về thành công đầu tiên cho cuộc đời với giải ba trong cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Sau đó anh có cơ hội dẫn nhiều chương trình như Cứ Nói Đi, Thử Thách Cùng Bước Nhảy, live show Quang Lê Hát Trên Quê Hương, Gala Cười năm 2011. Đặc biệt, việc tham gia cuộc thi cặp đôi hoàn hảo năm 2011 đã giúp Trấn Thành có một bước tiến vững chãi trong sự nghiệp. Trong nhiều năm làm nghề, Trấn Thành từng chiến thắng tại hạng mục MC xuất sắc nhất với các giải thưởng uy tín như Mai Vàng, VTV Award, HTV Award. Mỗi lần xuất hiện, Trấn Thành đều chiếm trọn spotlight nhờ những màn phỏng vấn bằng nhiều thứ tiếng khiến khán giả hâm mộ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, MC Trấn Thành gây choáng váng với màn phỏng vấn ba thứ tiếng với Hoa hậu Hàn Quốc. Anh chàng đã phải dùng đến ba thứ tiếng với Hoa hậu Hàn Quốc khi phỏng vấn bằng tiếng Anh, nghe trả lời bằng tiếng Hàn và giới thiệu lại bằng tiếng Việt. Bên cạnh bản lĩnh tự tin sân khấu, nét duyên dáng chuyên nghiệp thường thấy, Trấn Thành còn giao tiếp bằng tiếng Anh cực lưu loát. Trước khi rẽ hướng sang làm MC, thì con đường học vấn của Trấn Thành cũng khá dang dở. Để đạt được trình tiếng Anh như hiện tại, Trấn Thành cũng phải vất vả học không ngừng nghỉ. Chàng MC chia sẻ, mẹ anh từng phải khóc mờ cả mắt để anh học tiếng Anh, và dường như anh đã không phụ lòng bố mẹ mình với khả năng nói tiếng Anh rất tốt của mình. Có thể nói Trấn Thành hiện là MC nam có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt nhất trong vi biết hiện nay. Với cách giao tiếp rất tự nhiên, ngữ âm khá chuẩn, Trấn Thành là một cái tên được ban tổ chức các chương trình tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trước đây anh chàng dùng được cả tiếng Hoa trong một sự kiện phỏng vấn ngôi sao Hồ Hạnh Nhi. Ngoài ra Trấn Thành còn sử dụng linh hoạt nhiều thứ tiếng khi phỏng vấn nhân vật trên sóng truyền hình như tiếng Hàn, tiếng Trung, thậm chí cả tiếng Thái. Với cách giao tiếp rất tự nhiên, ngữ âm khá chuẩn cùng khả năng vận dụng ngoại ngữ siêu ngầu, Trấn Thành là cái tên sáng giá cho vị trí MC của không ít chương trình song ngữ đình đám. Không dừng lại ở đó, Trấn Thành còn góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Với vai trò là diễn viên, anh được đánh giá cao bởi lối diễn không bị một màu, hóa thân tròn trịa vào mỗi nhân vật mình đảm nhận và qua đó để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Những năm gần đây là thời kỳ nở rộ của các chương trình truyền hình thực tế. Các chương trình này đa phần rất ít hoặc không có kịch bản, vì vậy cần sự dẫn dắt của người có tài ăn nói, diễn xuất linh hoạt và cái tên Trấn Thành xuất hiện dày đặc. Không chỉ làm MC, rất nhiều lần Trấn Thành ngồi vào vị trí huấn luyện viên và giám khảo, đánh giá và góp ý khách quan, nhiệt thành bằng kinh nghiệm mình có được. Đầu năm 2021, Trấn Thành ra mắt tác phẩm điện ảnh Bố Già, tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu như phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại, phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất mọi thời đại, phim có doanh thu cao thứ 3 toàn thế giới trong tuần, phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Theo đó, Trấn Thành cũng đứng đầu danh sách ngôi sao trăm tỷ của điện ảnh Việt. Có thể nói trong showbiz Việt, Trấn Thành là một trong những ngôi sao đa tài và thành công nhất. Trước khi kết hôn với Harry Won vào năm 2016, Trấn Thành từng có mối tình kéo dài 2 năm với Mai Hồ, nữ diễn viên sinh năm 1987. Thời điểm đó, cặp đôi Trấn Thành Mai Hồ từng được xem là một cặp đôi đẹp của showbiz. Trấn Thành và Mai Hồ không chỉ sánh đôi tham dự sự kiện giải trí mà còn thường xuyên gửi cho nhau lời yêu thương đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Tuy nhiên vì quan điểm sống không phù hợp, cuộc tình của hai người đã tan vỡ. Chính Trấn Thành từng chia sẻ rằng anh luôn dành cho Mai Hồ sự tôn trọng và sau khi chia tay, hai người vẫn là bạn tốt của nhau. Hiện tại cả Trấn Thành và Mai Hồ đều đã tìm được mảnh ghép phù hợp hơn với mình. Mai Hồ đã tìm được bến đỗ mới là Nam Bùi, một chàng Việt kiều điển trai. Hai người kết hôn vào năm 2018 và hạ sinh cô con gái Mai Vi cũng trong năm này. Trong khi đó, Trấn Thành cũng đang có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc với Harry Won, nữ ca sĩ người Hàn Quốc.
Kể từ khi kết hôn với Harry Won vào năm 2016, Trấn Thành đã trở thành một người chồng mẫu mực, luôn hết lòng yêu thương chăm sóc cho bà xã. Dù đang có cuộc sống hạnh phúc bên Harry Won, nhưng Trấn Thành vẫn luôn trân trọng những kỷ niệm với tình cũ Mai Hồ. Điều này có thể dễ dàng hiện ra khi Trấn Thành vẫn luôn giữ bức ảnh chụp chung với Mai Hồ, chứ không hề xóa đi sau khi hai người chia tay. Việc Trấn Thành giữ lại bức ảnh chụp chung với tình cũ khá giống với những gì mà bà xã Harry Won của anh đã làm. Trên trang fanpage của giọng ca Anh Cứ Đi Đi vẫn còn giữ nguyên bức hình chụp chung của cô và bạn trai cũ Tiến Đạt từ thuở còn mặn nồng. Sự tương đồng này lại càng cho thấy Trấn Thành và Harry Won hợp nhau về tính cách và cả hai đều rất trân trọng những kỷ niệm trong quá khứ. Đồng thời cặp đôi cũng tôn trọng sự riêng tư quá khứ của nhau.